Chào mừng em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5 trang 136-139, tuần 35 và 28, tập hát quan họ. Đầu tiên phần đọc, nói vài điều em biết về một môn nghệ thuật truyền thống của nước ta. Gợi ý, quan họ ca trù cải lương. Như vậy chúng ta biết về một môn nghệ thuật truyền thống nào thì các em hãy chia sẻ vài điều em biết. Tiếp theo bài đọc, tập hát quan họ. Dạo ấy, chúng tôi ngày nào cũng đến nhà bà trưởng. Trước đây, bà là trưởng bè quan họ nữ nổi tiếng, nên lâu dần người ta gọi bà là bà trưởng. Đường vào nhà bà công như cổ ngỗng, hai bên trồng hoa tầm xuân. Trước nhà có hồ rộng thả sen, có vườn trầm táo. Táo cổ thụ tùm rợp bóng, táo chín vỡ thơm nức. Trên những phiến đá xanh xếp như bộ sa lông đồ sộ ngoài trời. Trong khung cảnh thơ mộng ấy, chúng tôi được nghe các cô gái tập hát quan họ dưới sự chỉ dẫn của bà trưởng. Tôi vẫn nhớ những buổi tập hát trong vườn táo mùa xuân, trời se se, nắng ấm xuyên qua tàn cây rơi lổ đổ xuống thảm lá khô. Các liền chị chiếc khăn đen, má đỏ hồng ngồi trên những phiến đá xanh. Tập điệu ngõ lời. Điệu ngõ lời phải hát với giọng thẹn thùng, e ấp, tiếng hát phải như nước suối thượng nguồn, róc rách từ từ nhưng trong vắt, tinh khôi và hứa hẹn một dòng cuồn cuộn. Sang hè đêm trăng, gió lùa từ hồ sen trước nhà thổi lên mát rượi, các chị lại tập điệu thương nhau. Điệu thương nhau phải hát nồng cháy thiết tha. Bà trưởng dạy các chị từ cách lấy hơi, nhả chữ tròn vành rõ tiếng, đến cách ngân rung luyến lái âm thanh. Sau hè đến thu là lúc các chị tập được nhiều điệu nhất, điệu cuối cùng là giả bạn. Đây là điệu kết thúc hội hát, để mọi người ai về quê ấy. Điệu giả bạn được các chị hát với giọng lưu luyến dùng dành đau đáu, nghe buồn biết chừng nào. Từ nhà bà trưởng ra về, tâm trí tôi vẫn cứ ngân nga điệp khúc gia diết, quan họ nghĩ chúng em ra về. Của điệu giả bạn, tôi vẫn mong ngóng đến ngày điệp khúc đó sẽ được ngân lên bằng giọng hát của chính tôi, chứ không chỉ vang lên trong tâm trí như khi ấy. Theo Nguyễn Phan Hách. Như vậy các em vừa theo dõi bài đọc. Trong bài đọc có các từ ngữ: tàn cây là bóng mát của cây hoặc là lá, tán lá xum xuê của cây, liền chị là những người nữ hát quan họ. Tiếp theo trả lời câu hỏi 1. Các liền chị tập hát trong khung cảnh như thế nào? Thì các em đọc kỹ lại bài đọc. Các liền chị tập hát trong khung cảnh đó là: trời se se, nắng ấm xuyên qua tàn cây, rơi lổ đổ xuống thảm lá khô. Câu 2. Tìm những chi tiết miêu tả các liền chị lúc tập hát. Những chi tiết miêu tả các liền chị lúc tập hát là: các liền chị chiếc khăn đen, má đỏ hồng, ngồi trên những phiến đá xanh. Câu 3. Bà trưởng dạy các liền chị hát mỗi điệu quan họ dưới đây ra sao? Ngõ lời, thương nhau, giả bạn. Thì bà trưởng dạy các liền chị hát mỗi điệu quan họ. Ngõ lời thì phải hát với giọng thẹn thùng, e ấp, tiếng hát phải như nước suối thượng nguồn, róc rách từ từ nhưng trong vắt, tinh khôi và hứa hẹn một dòng cuồn cuộn. Thương nhau thì phải hát nồng cháy thiết tha, dạy các chị từ cách lấy hơi, nhả chữ tròn vành rõ tiếng, đến cách ngân rung luyến lấy âm thanh. Giả bạn hát với giọng lưu luyến dùng dằn, đau đáu, nghe buồn biết chừng nào. Tiếp theo câu 4. Những chi tiết dưới đây giúp em hiểu điều gì về nhân vật tôi? Ngày nào cũng đến nhà bà trưởng nghe các liền chị tập hát quan họ, ngân nga mãi điệp khúc của điệu giả bạn trong tâm trí, mong ngóng đến ngày chính mình được hát các giai điệu đó. Thì những cái chi tiết dưới đây giúp em hiểu nhân vật tôi là người rất thích và say mê các cái làn điệu quan họ,
muốn được lắng nghe để có thể học tập, và dần dà muốn trở thành người hát quan họ. Tiếp theo câu 5 dựa vào trên minh họa và nội dung bài đọc, nêu cảm nhận của em về nghệ thuật hát quan họ. Thì dựa vào trên minh họa và nội dung bài đọc, em thấy nghệ thuật hát quan họ rất tỉ mỉ, chỉnh chu, từ quần áo, đầu tóc cho tới cách hát, cách lấy hơi, cách nhả chữ, nhịp điệu, giọng hát. Để hát được một điệu quan họ là một nghệ thuật thật sự. Tiếp theo luyện tập 1, tìm trong và ngoài bài đọc 2-3 từ cho mỗi nhóm dưới đây. Môn nghệ thuật, ví dụ mẫu ca trù, hoạt động nghệ thuật, hát, người biểu diễn, ca nương. Như vậy chúng ta sẽ tìm trong và ngoài bài đọc 2-3 từ cho mỗi nhóm. Ví dụ như ở đây môn nghệ thuật, điêu khắc, hội họa, văn học, điện ảnh. Hoạt động nghệ thuật, múa, đàn, thổi sáo, nhảy. Người biểu diễn, diễn viên, danh hài, nghệ sĩ, ca sĩ. Tiếp theo số 2 nhỏ sử dụng 1-2 từ ngữ đã tìm được ở bài tập 1 để đặt câu giới thiệu một môn nghệ thuật truyền thống. Ví dụ bắt trưởng thôn vùng núi thổi sáo mèo, nghe hay và điêu luyện như một nghệ sĩ. Tiếp theo phần viết, đánh giá chỉnh sửa đoạn văn thể hiện tình cảm cảm xúc về một bài thơ. Thì các em sẽ được thầy nghe thầy cô giáo nhận xét chung, rồi đọc lại đoạn văn em viết và nhận xét của thầy cô giáo để biết bài làm đạt được những cái yêu cầu nào dưới đây, có đủ phần mở đầu, triển khai, kết thúc. Nêu rõ những điều mình yêu thích hoặc là có ấn tượng sâu sắc về bài thơ, cái hay, cái đẹp của bài thơ. Sử dụng từ ngữ câu văn thể hiện rõ tình cảm, cảm xúc đối với bài thơ, không mắc lỗi chính tả, chữ viết sạch, rõ ràng. Rồi chỉnh sửa bài viết thì sửa lỗi trong đoạn văn em viết theo nhận xét của thầy cô hoặc là góp ý của bạn, viết lại một số câu văn cho hay hơn. Tiếp theo nói và nghe. Chương trình nghệ thuật em yêu thích. Yêu cầu các em giới thiệu về một cái chương trình nghệ thuật mà em đã được xem trực tiếp hoặc là trên TV. Một nhỏ chuẩn bị thì chúng ta lựa chọn cái chương trình nghệ thuật mà em muốn giới thiệu. Ghi ngắn gọn những nội dung sẽ giới thiệu. Thông tin về chương trình, tên chương trình, thời gian, địa điểm diễn ra chương trình, những tiết mục hoạt động đặc sắc, rồi cảm nghĩ của em khi xem chương trình. Rồi lựa chọn các phương tiện hỗ trợ phù hợp như là tranh ảnh, video. Hai nhỏ trình bày thì chúng ta trình bày giới thiệu về chương trình nghệ thuật theo nội dung đã chuẩn bị, trả lời câu hỏi của bạn về chương trình nghệ thuật em giới thiệu. Theo dõi phần trình bày của bạn, ghi chép thông tin quan trọng, chuẩn bị câu hỏi để hiểu rõ hơn về chương trình nghệ thuật mà bạn nói đến. Bài nhỏ đánh giá. Đánh giá về nội dung giới thiệu, cách trình bày, từ ngữ, tốc độ lời nói, âm thanh, giọng nói, cử chỉ, điệu bộ. Rồi cuối cùng vận dụng, chúng ta chia sẻ với người thân suy nghĩ của em về một chương trình nghệ thuật em yêu thích. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Sau khi xem xong các em thấy thích, hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Liên để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.